hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn móc, đó là phần đầu của chuẩn họ tin ni. Hôm trước mình có hướng dẫn cho các bạn là phần thân của thỏ tin ni rồi. Tiếp tục hôm nay chúng ta cùng móc phần đầu của thỏ tin ni nhé. Trước hết thì các bạn làm cho mình một vòng tròn gồm 6 mũi móc xích. Hôm nay chú thỏ tin ni của mình sẽ làm màu nâu chấm các bạn. Hôm trước thì mình có hướng dẫn các bạn là làm chú thỏ bằng màu trắng, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mình sẽ đổi lên mình làm lên màu nâu. Các bạn làm cho mình vòng tròn gồm 6 mũi đơn nhá. Chết các bạn nhìn thử của mình. 1 mũi 2 mũi 3 mũi 4 mũi 5 mũi 6 mũi. Ok, sau đó các bạn rút dây. Ở hàng tiếp theo các bạn làm cho mình là 1 mũi tăng. Hàng tiếp theo các bạn làm cho mình đó là 6 mũi tăng. 6 mũi tăng có nghĩa là các bạn cứ mỗi một chân mũi chân móc này các bạn móc cho mình 2 mũi rơi vào cùng một chân. Tiếp tục các bạn làm như vậy 6 lần cho mình. Chúng ta cùng làm nhé. Mũi tăng thứ nhất này. Chân móc thứ nhất này. 1 mũi. Vẫn móc tiếp vào chân móc đấy. 2 mũi. Chúng ta được 1 mũi tăng. Các bạn làm cho mình 6 mũi tăng. Mũi tăng thứ 2 này. 1 2. Mũi tăng thứ 3. 4 mũi tăng thứ 5. Mũi tăng thứ 6. Vậy là chúng ta đã kết thúc được hàng thứ 2. Hàng thứ 3 các bạn móc cho mình đó là 1 mũi đơn và 1 mũi tăng. Có nghĩa là mình sẽ móc 1 mũi đơn, sau đó mình sẽ móc 2 mũi đơn vào cùng một chân móc này. Nghĩa là 1 mũi đơn và 1 mũi tăng. Các bạn làm như vậy cho mình 6 lần nhé. Và ở hàng thứ 4 thì chúng ta lại tiếp tục móc là 2 mũi móc đơn và 1 mũi tăng. Các bạn móc như vậy cho mình 6 lần, 2 mũi móc đơn và 1 mũi tăng các bạn nhé. Chúng ta tiến hành móc này. Hàng thứ 4 chúng ta bắt đầu này. Một mũi móc đơn, 2 mũi móc đơn, 1 mũi tăng, 1 mũi móc đơn, 2 mũi móc đơn, 1 mũi tăng. Đó. Các bạn làm như vậy cho mình 6 lần nhé. 1 mũi, 2 mũi, 1 mũi tăng.
hàm cuối cùng của hàng thứ tư. Ok, vậy là chúng ta đã xong hàng thứ tư. Tiếp theo chúng ta sẽ móc hàng thứ năm. Hiện tại các bạn hình dung ra không ạ? Chúng ta đang móc một cái hình tròn này, mở rộng dần hình tròn, mở rộng dần ra. Đó, đó là cái phần chỏm đầu của thỏ Tiny đấy. Chúng ta sẽ móc mở rộng dần ra. Đó, sẽ là một hình tròn. Tiếp theo chúng ta sẽ móc hàng thứ năm, đó là với 3 mũi móc đơn và 1 mũi tăng. Các bạn móc như vậy cho mình 6 lần nhé. 3 mũi móc đơn và 1 mũi tăng. 1 mũi móc đơn. Chúng ta kết thúc hàng thứ năm. Các bạn nhìn này, bình thường ấy, thực ra là mình rất là mình không cần phải đếm mũi vậy đâu. Các bạn để ý nhá. Các bạn để ý là các bạn thấy những cái đường gân này không ạ? Các bạn thấy những cái đường này đúng không ạ? Đó chính là những cái chỗ mà mình thêm mũi ấy. Thì mình móc nhiều rồi thì mình có thể chỉ cần nhìn vào đây thôi. Mình có thể biết là chúng ta đang ở hàng nào và chúng ta tăng được bao nhiêu rồi các bạn nhìn nhá. Các bạn nhìn phần tăng của chúng ta này, nó có hai mũi như này đúng không ạ? Cái mũi tăng tiếp theo này cũng là như này đúng không ạ? Các bạn nhìn khoảng cách giữa hai mũi tăng là bao nhiêu ạ? 1, 2, 3 mũi đúng không ạ? Đúng không ạ? Đấy, 1, 2, 3 mũi đó, nhìn này. Nên là khi chúng ta móc nhá, chúng ta móc mà không cần marker ấy, chúng ta móc hàng tiếp theo là chúng ta sẽ thêm mũi ở cái mũi thứ hai, ở cái đoạn thêm này chúng ta có hai mũi lên này đúng không ạ? Thì ở hàng tiếp theo chúng ta sẽ móc mũi đơn đến hết mũi này và đến mũi này chúng ta sẽ thêm là mũi tăng, hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Cứ như vậy, khi mà chúng ta đạt được cái độ rộng mà chúng ta mong muốn ấy thì chúng ta sẽ dừng lại. Ví dụ như là ở kích thước của em thỏ Tiny này thì mình sẽ móc đến kích thước là 9 mũi móc đơn và 1 mũi tăng. Có nghĩa là khoảng cách giữa hai mũi tăng này không phải là 3 mũi nữa mà là 9 mũi. Nên là khi chúng ta móc ấy, các bạn cứ móc đến khi nào các bạn chỉ cần nhìn, dừng lại nhìn giữa hai cái mũi tăng này nó là 9 mũi thì là ok, chúng ta đã hoàn thiện, chúng ta đã xong ấy. Nhà mình không cần phải dùng marker nhiều, rất là vướng. Mình cảm như thế. Mình sẽ hướng dẫn các bạn nhìn nhé. Các bạn chú ý nhìn này. Mình sẽ thử cho các bạn một hàng nhé. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến hàng thứ 6 ạ. Các bạn nhìn nhé. Chúng ta cứ móc hết mũi móc đơn đến mũi này. Bắt đầu mũi này chúng ta sẽ tăng.
Thì vậy là chúng ta sẽ được bao nhiêu ạ? 1, 2, 3, 4, 4 mũi móc đơn đúng không ạ nhỉ? Các bạn móc nhé. 1, 2, 3, 4. Đó, các bạn nhìn này. Ở mũi tăng này, mình móc mũi đơn đến hết mũi này đúng không ạ? Bắt đầu ở mũi này nhé, mình sẽ làm mũi tăng này. Thực ra là có cái quy luật của nó, các bạn chỉ cần nhìn là có thể làm được luôn chứ không cần là phải quá nhớ công thức của nó đâu. Tiếp theo chúng ta móc mũi tăng. Bắt đầu đến mũi tăng đúng không ạ? Mũi này chúng ta vẫn móc mũi đơn. Đến mũi này chúng ta vẫn móc mũi tăng. Tiếp theo chúng ta móc hết 3 4 mũi. Các bạn thấy chưa? Chúng ta đã kết thúc được hàng thứ 6 rồi ạ. Là nếu mà bạn nào có thể làm như mình ấy thì sẽ không cần dùng marker, nhưng mà hiện tại mình đang hướng dẫn cho các bạn mới học nên là hàng tiếp theo mình sẽ gắn marker cho bạn dễ nhìn nhá. Còn bạn nào mà muốn làm giống như mình là không cần sử dụng marker thì có thể nhận biết theo các đường chỉ tăng mũi à. Các đường tăng mũi là chúng ta có thể móc mở rộng rất là đều mà không sợ bị sót mũi. Chúng ta tiếp tục với hàng thứ 7 là 5 mũi móc đơn và 1 mũi tăng. Các bạn làm như vậy cho mình 6 lần nhé. 5 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 1 mũi tăng. 1, 2. Đó, chúng ta xong lần nhất, chúng ta làm như vậy cho mình 6 lần nhé. Lần thứ 2 thì 1, 2, 3, 4, 5, 1 mũi tăng. Ok, vậy là chúng ta xong hàng thứ 7 rồi. Tiếp tục chúng ta sẽ móc
Hàng tiếp theo với 6 mũi móc đơn và 1 mũi tăng. Các bạn móc cho bệnh mình 6 lần. 6 mũi móc đơn này. 1 mũi móc đơn. 2 mũi. 3. 4. 5. 6. 1 mũi tăng. Xong, chúng ta lại kết thúc đến hàng thứ 8 và bắt đầu chúng ta lại hàng 9 nhé. Là các bạn móc cho mình 7 mũi móc đơn và 1 mũi tăng. 7 mũi móc đơn và 1 mũi tăng, móc như vậy 6 lần đi ạ. Hàng tiếp theo này. 1 2 3 4 tăng. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 và 1 mũi tăng. Tương tự.
Vậy là chúng ta đã kết thúc xong được hàng thứ 9. Chúng ta tiếp tục mở rộng, bởi vì cái độ rộng là chưa đủ cái độ cho to của đầu của thỏ ấy. Chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng ra. Hàng tiếp theo các bạn móc cho mình là 8 mũi móc đơn và 1 mũi tăng. 8 mũi móc đơn và 1 mũi tăng các bạn nhé. Đến này móc này. Hàng tiếp theo. 2 3 4 5 6 7 8 1 mũi tăng. 1 2 Các bạn làm như vậy cho mình là 6 lần nhé. 6 lần là 8 mũi đơn mũi tăng nhé. Hàng tiếp theo các bạn móc cho mình là 9 mũi móc đơn và 1 mũi tăng. Móc như vậy 6 lần. Bạn tiến hành cho dịch này. Hàng số 11 là 9 mũi móc đơn, 1 mũi móc đơn. 2 3 4 5 9 1 mũi tăng. Các bạn móc như vậy là tổng 6 lần. Thank you.
Ok, vậy là chúng ta đã kết thúc xong 11 hàng với cái độ rộng như thế này này các bạn. Là chúng ta đã đủ độ rộng của đầu thỏ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ không tiếp tục móc tăng nữa mà chúng ta sẽ tiếp tục là móc xuống để làm cái độ cao ấy, độ cao của thỏ như này. Đó. Rồi chúng ta sẽ móc móc dần vòng vòng vào đây. Vậy là sau khi kết thúc 11 hàng thì chúng ta đã tổng có là 66 mũi. Bây giờ từ hàng thứ 12 đến hàng thứ 25, các bạn móc toàn bộ mũi đơn cho mình. Toàn bộ mũi đơn cho mình. Mỗi hàng là 66 mũi đơn. Các bạn móc như vậy là từ hàng thứ 12 đến hàng thứ 25 tổng là 14 hàng. Tổng là 14 hàng, tính cả hàng thứ 12 là 14 hàng. Các bạn móc mỗi hàng là 66 mũi cho mình nhá. Chúng ta tiến hành bắt đầu móc này. Chúng ta sẽ không thêm bớt mũi nữa mà chúng ta vẫn giữ nguyên mũi như vậy. Chúng ta không thêm mũi. Chúng ta cứ móc liên tục như vậy, 66 mũi đơn. Móc tổng là 14 hàng cho mình. Móc như vậy, tổng là 14 hàng nhé. Và sau khi mà móc lên 13 hàng thì là chúng ta sẽ có được cái độ cao như thế này. Các bạn đã hình dung ra chưa? Đây, chúng ta khi mà chúng ta đã móc cái vòng mở rộng này, khi kết thúc được cái vòng rộng ở đầu ấy, thì bắt đầu chúng ta sẽ móc lên để tạo cái độ dài của khuôn mặt này. Sau đó khi đạt được cái độ dài rồi mà chúng ta mong muốn rồi ấy, thì bắt đầu chúng ta sẽ giảm mũi. Mình lưu ý cho các bạn là lúc trước là mình tăng mũi, đó là khi đến móc mũi 9 mũi móc đơn thì chúng ta tăng thì là một mũi tăng, đúng không ạ? Thì bây giờ ngược lại, khi giảm chúng ta cũng phải giảm đối xứng với nhau như vậy ạ. Đối xứng với nhau như vậy nghĩa là bây giờ chúng ta giảm phải là 9 mũi móc đơn và một mũi giảm. Sau đó hàng tiếp theo là 8 mũi móc đơn và một mũi giảm. Cứ như thế chúng ta phải đối xứng với trên để có một sự cân đối được ấy. Thì sau này khi mà chúng ta móc mà không cần chát ấy, thì chúng ta vẫn có thể hình dung, có thể móc được. Có nghĩa là chúng ta phải làm đối xứng nhau giữa cái mặt này. Nghĩa là khi chúng ta tăng bao nhiêu mũi thì chúng ta phải giảm bấy nhiêu mũi. Ok, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành giảm mũi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện tiến hành giảm mũi, đó là thực hiện 9 mũi móc đơn và 1 mũi giảm. Các bạn thực hiện cho mình 6 lần. 1 1 2 3 4 5 6 7 Ok, 7 8 9 và tiến hành giảm mũi này. Giảm mũi kính nghĩa là 2 mũi góc đơn trụ vào thành một chân. 1 Bạn làm là gì? Kéo dây qua 2 mũi. Móc lại, chúng ta đã giảm được một mũi, hai mũi trụ lại một chân là chúng ta giảm được một mũi. Chúng ta tiếp tục móc như vậy 6 lần cho mình. Sau khi móc xong 6 lần thì chúng ta đã giảm được hàng thứ nhất. Các bạn tiếp tục giảm hàng thứ hai cho mình. Hàng thứ hai chúng ta sẽ phải giảm, nó là tạm móc 8 mũi móc đơn thì là một mũi giảm. Các bạn thực hiện cho mình 6 lần như vậy. 8 mũi móc đơn. 1 mũi móc đơn. 2 mũi. 3 mũi. 4 mũi. 5 6 7 8 đã bắt đầu giảm
mũi đi, hai mũi chụp lại một, đó xong. Các bạn làm như vậy cho mình 6 lần nhé. Kết thúc là hàng giảm thứ hai, tiếp tục chúng ta giảm hàng thứ ba với 7 mũi đơn và một mũi giảm. Các bạn làm như vậy cho mình là 6 lần, 7 mũi đơn và mũi giảm. Một mũi đơn. Hai mũi. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Các bạn đã thấy cái miệng cái khuôn này nó thu vào chưa ạ? Đấy, chưa vậy. Chúng ta đang thu vào 7, một mũi giảm. Ok, tiếp tục các bạn làm cho vậy cho mình 6 lần nhé. Ok, xóa kết thúc xong tiếp. Hàng giảm tiếp theo này, chúng ta đối với hàng giảm tiếp theo, chúng ta sẽ giảm là 6 mũi móc đơn thì sẽ là một mũi giảm. Bạn làm cho mình 6 lần như vậy nhé, 6 mũi móc đơn và một mũi giảm. 1 mũi móc đơn. 2 mũi. 3 mũi. 4. 5. 6. Tiến hành giảm mũi, một mũi giảm. Ok. Các bạn làm tiếp tục như vậy cho mình hết vòng này là tổng là 6 lần. Ok. Tiếp theo mũi giảm tiếp theo chúng ta sẽ móc là 5 mũi móc đơn và một mũi giảm. Các bạn tiến hành thực hiện như vậy 6 lần, cứ 5 mũi móc đơn lại là một mũi giảm. 1 mũi. 2. 3. 4. 5. Chúng ta bắt đầu tiến hành giảm mũi. Ok, các bạn làm như vậy cho mình là 6 lần. Ok, sau khi giảm xong 5 mũi đơn và 1 mũi giảm, chúng ta tiếp tục tiến hành thu giảm tiếp mũi. Khi cái miệng nhỏ xíu lại nữa. Chúng ta tiến hành thực hiện 4 mũi đơn và 1 mũi giảm nhé. Các bạn làm như vậy 6 lần cho mình. 4 mũi đơn và 1 mũi giảm. 1 mũi đơn này. 2 mũi. 3 mũi. 4 mũi. Chúng ta tiến hành 1 mũi giảm. Ok, các bạn làm như vậy cho mình 6 lần nhé. Tiếp tục là một hàng nữa, chúng ta giảm mũi, chúng ta thực hiện là 3 mũi đơn và 1 mũi giảm cho mình. Thực hiện như vậy là 6 lần, 3 mũi đơn và 1 mũi giảm. Một mũi đơn. 2. 3. Một mũi giảm. Chúng ta sắp hoàn thiện xong rồi các bạn ạ. Các bạn làm vậy cho mình là 6 lần nhé. Tổng là 6 lần. 3 mũi đơn, 1 mũi giảm. Ok. Vậy là sau khi thực hiện 3 mũi đơn và 1 mũi giảm thì chúng ta được. Các bạn nhìn này. Các bạn nhìn nào. Chúng ta đã sắp hoàn thiện xong đâu. Chúng ta chỉ còn hàng cuối cùng nữa thôi ạ. Giảm hàng cuối cùng nữa là 2 mũi móc đơn và 1 mũi giảm. Đó. Các bạn tiến hành thực hiện cho mình là 2 mũi móc đơn và 1 mũi giảm. Thực hiện như vậy 6 lần là chúng ta đã kết thúc xong được đầu của thỏ tinny.
chúng ta chỉ ngồi nhồi bông và trang trí nữa thôi ạ. Hai góc đơn là một bụi giả. Các bạn thực hiện tổng tất cả cho mình 6 lần như vậy nhé. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong sau khi kết thúc hàng rút mũi cuối cùng. Các bạn móc vào đây cho mình và làm một mũi trượt kết thúc mũi, kéo dây. Chúng ta kéo vừa phải thôi ạ, bởi vì là ở thân chúng ta đã kéo dây dài để dùng để khâu đầu rồi ạ, nên là mũi này chúng ta vừa phải thôi. Chúng ta thì tiến hành giấu lên vào đây ạ. Đó. Ok, như các bạn đã thấy này, khi mình chưa nhồi bông nhá, chưa nhồi bông ạ, đó, chúng ta đã hoàn thiện xong cái đầu của thỏ tini. Các bạn chỉ việc nhồi bông ở đây thôi ạ. Video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn hoàn thiện nốt các phần còn lại, đó là tay của thỏ tini và tai. Đồng thời mình sẽ hướng dẫn các bạn nhồi bông và cách gắn mắt sao cho đáng yêu dễ thương ạ. Thực ra lúc ráp thú cũng rất là quan trọng các bạn ạ, bởi vì là khi mà mình móc xong ấy, mình ráp nhưng mà không đúng vị trí, hoặc gắn mắt không đúng vị trí, hoặc khâu trang trí mũi miệng không đúng vị trí thì cái thú bông của mình nó không được dễ thương ấy. Thì có thể chỉ cần hạ mắt của các bạn cách xa nhau một hàng thôi cũng có thể làm cho thú bông trở lên từ dễ thương trở thành ngơ ngác và lần độn rồi ạ. Cho nên là video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn làm hai bộ phận còn lại và cách ráp thú sao cho chuẩn và nhồi bông và trang trí nhé. Các bạn nhớ theo dõi, nhớ đăng ký kênh của mình để theo dõi video tiếp theo nhé.